xin chào quý cô chú và anh chị. Ngày hôm nay em xin mời mọi người cùng em về Long An để bàn giao một lô nội thất cho anh khách VIP. Anh đã đặt một bộ bàn ghế phòng khách bao gồm là 6 món, kích thước tay cột 12, chất liệu là gỗ gờ đỏ Pachi, mặt liền 2 sen và một chiếc kệ TV được thiết kế theo cách là tăng cổ điển. Và cái kệ TV này có kích thước là 2m2, cực kỳ là rộng rãi cho không gian nhà của mình luôn. Và sau đó anh đã đặt thêm bộ bàn ăn căm xe 6 ghế và một bàn được thiết kế theo cách là tăng cổ điển, hoa hồng nhìn rất là sang trọng trong không gian phòng bếp. Tới cái không gian phòng ngủ của anh thì anh đặt thêm là 2 chiếc giường ngủ gốc tích gỗ ở đỏ có học và một chiếc bàn phấn nè, kèm theo đó là 2 chiếc tủ đầu giường xinh xắn. Tầm tổng bộ nội thất của anh á, thì được làm từ chất liệu là gỗ tự nhiên hết và được bên em bảo hành 5 năm và bảo trì trọn đời. Với những sản phẩm trên, anh đã đặt thêm cho không gian nhà của mình nữa là một cái bàn thờ nhị cấp triện hoa sen và có kích thước là 1m53. Xin mời mọi người cùng em là tham khảo cái mẫu sản phẩm đó nhé. Bàn thờ được thiết kế theo phong cách là truyền thống với những hình ảnh chạm sen và em xin cảm ơn anh Tâm đã ủng hộ sản phẩm ở nhà Sơn Đông. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe.